Để đón Vi nè. Nhìn cái phượng trong trường Vi nè. Nó mới ra ít nè, cây này ít. Ít quá, vài bữa có bên nhà có hai cây. Ở gần nhà mình có mấy căn nhà đẹp chưa thấy luôn, lúc nào chạy qua đó mình chụp. Ơ, quay. Sáng mình chụp cho mình quay. Ở đây thì chắc cỡ một tuần nữa thì mới đẹp. Hello anh Nguyễn Bước. À, cây phượng trong trường nó đang nở, sắp hè rồi, tuần tới ngày hè rồi. Mà cây này đang nở ít quá à. À, gần nhà em có mấy cây đẹp lắm, nó nở hết luôn á, đẹp ơi là đẹp luôn á. Để em lên lầu em quay nha. Hello. Mà lên lầu thấy không ta? Mình chắc lên lầu không thấy. Đi xa xa chút. Có mấy cây mà cây kia chưa có nở. Có cây này nở thôi. Thôi để chút về nhà gần nhà quay cái cây, mấy cái cây gần nhà đẹp hơn. Sắp hè rồi. Học một tuần sau nữa là tụi con nhỏ nó nghỉ. Lớp lớn nghỉ 3 tuần rồi. Lớp lớn nghỉ 3 tuần rồi. Còn lớp nhỏ thì học hết tuần sau mới nghỉ. Nghỉ được gần 2 tháng. Một tuần nữa là mấy cây này nó nở đẹp nữa nè. Trường học ở đây nó lên tầng gì không à. Kìa. Nó nhà 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 nhà. Chứ nó không có lầu giống như Việt Nam. Thôi em chào nha.